hôm nay mình sẽ nấu món canh nghêu với thì là. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà công thức nấu canh nghêu với thì là nha. Đây là nghêu, hồi sáng mình mua một cái nghêu mình ngâm rồi. Nãy giờ mình trụng trong nước sôi á, mình ngâm trong nước sôi để một chút xíu nghêu nó sẽ nở ra. Và mình chia sẻ với cả nhà hôm nay một cái mẹo nhỏ, đó là mình ngâm nghêu vào trong nước sôi một chút xíu nó sẽ bung ra, rồi mình sẽ lấy thịt nghêu. Như vậy thì thịt nghêu của mình sẽ nó sẽ không có bị teo lại và nước nghêu cũng rất là ngọt. Và nguyên liệu nấu món canh nghêu là có cà chua, một ít cà chua, khóm thì là và một ít hành lá. Rồi hôm nay mình sẽ nấu canh nghêu với chia sẻ với cả nhà trong ngày hè nhé. Rồi cả nhà ơi, trong lúc chờ nghêu nở mình cắt cà chua nha. Mình cắt ít cà chua đi, chút xíu mình xào mà nấu canh. Mình cắt cà chua với khóm. Món nấu món canh này nhanh lắm mà ăn lại mát nữa. Dễ nấu, nấu nhanh. Mình chia sẻ với cả nhà không, bởi vì mình xem trên TV á, trên mạng mình thấy cái cách lấy thịt nghêu hay quá. Cho nên mình đi mua về mình làm thử. Tùy theo cái khẩu vị của nhà mình hoặc là lượng mình thích ăn nhiều cà chua hay ít cà chua thì mình nấu ít hay nấu nhiều. Dạ, thứ này là thớt cây nên nhìn màu không đẹp vậy thôi, còn thớt nhựa thì để cắt thịt chín. Thớt này lên không đẹp phải không, gỗ mà lâu lắm rồi. Rồi một ít cà chua, rồi sau đó mình sẽ cắt cái này phần thơm, một ít thơm nấu cho dậy mùi. Rồi một ít thì là với hành lá, đây là thì là và hành lá, đây mình sẽ cho vào sau cùng. Đây là gốc hành để chút xíu mình phi cho thơm. Đầy quá. Thì là với hành lá mình cắt khoảng chừng 2 đến 3 phân. Xíu mình cho vào canh. Canh nghêu mà có thì là thì thơm cực kỳ luôn cả nhà. Hầu như bắt buộc phải có hả? Ừ. Nếu mà chỗ nào mình mua không được á thì mình có thể dùng cần tây cũng được. Vị nó không bằng. Không có lên mùi, không có bằng thì là đâu cả nhà ơi. Cái món thì là này là em biết là từ khi em về làm dâu nhà mẹ em đó. Chứ hồi xưa em không biết thì là, em chỉ biết ngò rí thôi. Ai da, từ khi em về mới biết là thì là, thì ra được rất là thơm và có nhiều công dụng lắm. Nó cũng giống như một gia vị, một loại rau. Rồi hành lá, hành gốc hành mình cắt lại chút xíu mình phi. Rồi nếu mà mình dùng hành tím cũng được, thế là nhà mình có gì thì mình dùng cái đó. Rồi cả nhà ơi, thịt nghêu em ngâm ở trong nước sôi khoảng chừng 10 phút bây giờ nở ra rồi. Thì em sẽ lấy nha, dùng tay thôi, dùng ăn ở nhà dùng tay thôi. Em sẽ lấy thịt nghêu ra khỏi cái vỏ để sau đó mình nấu canh nghêu. Cái nước luộc nghêu em rót ra ngoài cái bát rồi. Đây cả nhà, màu trắng đục luôn, nước rất là ngọt. Chút xíu mình sẽ nấu canh. Bỏ thêm lâu xíu, anh có thể tui nhanh cũng được. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ phi hành với xào cà chua nha, để mình nấu canh. Cho nồi hơi nóng hơn xíu, mình cho chút xíu dầu ăn vào. Rồi mình cho phần gốc hành hồi nãy em cắt nhuyễn đó, cho vào để mình phi cho thơm lên để mình xào cà chua. Em cho cà chua vô trước hả? Dạ, anh xào cà chua qua xíu, canh này nấu nhanh lắm. Hay mình xào gốc hành vừa thơm tới thôi. Sau đó mình cho cà chua vào mình xào. Món canh là nghêu nấu thì là ăn vào ngày hè và buổi trưa mát, có thể ăn vào mát. Này, hồi sáng em mới xem một chuỗi series làm các món ăn từ mì gói. Dạ hay lắm, mà cũng thấy là rất là ngon á. Món của nhà hàng luôn. Rồi giờ mình sẽ cho thì là và cà chua vào nha. Cho cà chua vào ăn xào qua. Có những cái món ăn rất là bình thường nhưng mà khi mà mình chịu khó mình biến tấu một xíu thì sẽ rất là độc đáo. Tại em thấy rất là hay, có nhiều cái ý tưởng rất là hay. Chắc là cuối tuần em sẽ làm thôi, một chuỗi series.
món ăn với nguyên liệu chính là mì gói. Nói là mì gói nhưng có thịt bò, có tôm, có nước, quan trọng là những cái thành phần mà chế nước sốt á, làm nhiều món hay lắm. Có thịt vịt. Vậy đúng rồi. Đúng rồi, nhiều món á. Tôi quay cái điện thoại quay nó dễ quay đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc ba trang bị cho con cái xong con quay cho mẹ con ha. Trong dạ. Trong lúc ba không quay được đúng không? Dạ. Hai mẹ. Đúng rồi. Hỏi chào, ba hỏi về ba có máy chụp hình ba quay khác dạ, rồi máy quay phim ba quay khác nhiều nguồn á. Dạ đúng rồi. Căng dạ, à. Nếu thế thì căng bếp Việt, cái kênh bếp Việt official sẽ chờ ngày bùng nổ đấy cả nhà. Không, em nói với Thu Thu á thì thay vì giờ mẹ nấu cơm cho con ăn đúng không, rồi mốt lớn lên con nấu thì con không biết, con lại hỏi mẹ thì giờ mẹ cứ ghi hình lại hết rồi mốt con không biết đúng không, con muốn nấu món gì con cứ mở ra kênh bếp Việt. Thì cái đoạn intro đó bà nói luôn đi. Ừ, con vào con hiểu không? Dòng tâm sự mẹ của sẽ không cần phải dạy nữa. Và đó con có thể biến tấu, có thể chế biến thêm bớt cho nó tùy con. Nhưng mà cơ bản là vậy là vậy rồi. Rồi mình xào cà chua qua một lượt rồi ha. Rồi cái... mình cho phần nước hồi nãy mình ngâm nghêu đó. Bây giờ hay nóng. Lấy thức khăn. Múc bớt. Múc đi. Hơi nóng cả nhà ơi, em phải múc từ vá thôi. Vậy là hôm nào làm cái đoạn giới thiệu về kênh cái việc official nha. Dạ. Quay và nói trong cái ý nghĩa phía sau là nhất là chia sẻ cả nhà, thứ hai là để lưu lại để sau này cho con dùng, mình khỏi phải dạy nữa. Dạy lần thứ 4.0 mà. Không mà thật sự á, tại thời điểm trẻ thì khi con nó cũng tầm tuổi mình á, nó coi những món ăn nó nấu nó phù hợp, là giống như giờ em phụ huynh lớn tuổi đúng không. Ừ. Em hỏi những cái món ăn như bây giờ ví dụ đi, thì phụ huynh đâu có nhớ đâu, đâu có cái vị để mà chỉ đâu. Ví dụ như em hỏi người 60 tuổi về làm pizza thì không bằng những người mà ba mấy tuổi làm pizza. Rồi đúng rồi, em sẽ cho một ít khóm vào. Vậy nó đúng hay sai? Đúng đúng, anh nói đúng. Cho vị mùi thơm nha, rồi sau đó mình đậy nắp cho nước sôi lên. Sau khi nước sôi lên là thấy món canh mình đã xong 90% rồi đó. Rồi cả nhà ơi, em đun khoảng chừng 2 phút thôi, nước sôi bùng lên rồi nè. Rất là nhanh, mình nấu xíu cho cà chua hơi mềm xuống một chút. Màu trắng đục là màu của nước nghêu á. Rồi em cho một chút xíu hạt nêm, cho một muỗng hạt nêm. Cả nhà ơi, trong nghêu đó mặn sẵn rồi cho nên mình không cần phải nêm gì nhiều hết ha. Em cho một muỗng hạt nêm là được rồi. Rồi cho sôi bùng lên, cho cà chua mềm xuống. Dạ chút xíu em mình cho vào là mình lấy ra liền ạ. Không biết là nồi canh đẹp hay là cái điện thoại quay đẹp, nhìn màu sắc đẹp nha. Không, điện thoại quay đẹp. Vậy hả? Nồi xịn nhất nhờ quay đẹp. Đun chút xíu khoảng chừng 2-3 phút đi cho cà chua mềm xuống cho dễ ăn, cho mấy bạn nhỏ ăn cũng dễ nữa. Nhưng mà mình không nên nấu lâu quá, nó sẽ bị bệnh. Nó bây giờ em cho nó vào xong còn nó tự nó mềm. Không, em cho xong mình múc ra tô ăn cơm luôn. Rồi, giờ em sẽ cho thì là với hành lá vào nha. Này mình dùng hơi nhiều xíu để cho cái vị mùi thơm và cũng là rau chín luôn á. Rồi cho thì là hành lá. Rồi tiếp theo em sẽ cho phần thịt nghêu hồi nãy em vừa bóc ra xong á. Cho thịt nghêu. Tắt bếp nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho ra bát. Một bát canh nghêu ngon lành mùa hè. Để phía giữa đi. Em lấy ra nè. Đủ hương vị, đủ màu sắc luôn. Mùi thì là nó sôi, nó sụp mùi lên thơm. Rồi cho ít nghêu lên. Còn các bạn có thích cho thêm hành phi, hành tím phi này kia đó cũng được nữa. Nhưng mà mình thích sao thì đó, khẩu vị của mình. Một bát canh nghêu ngày hè tuyệt vời, ăn buổi trưa cũng được, ăn cơm chiều cũng được. Đây một lát chanh, tùy theo khẩu vị. Các bạn có thể bắt thêm một lát chanh hoặc là một quả tắc thì đã tùy. Rồi, canh nghêu của em đã xong. Chiều. Cảm ơn đầu bếp nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của em. Cho thật hả?